Xin chào các bạn quay lại với nghề trader. Sau đây chúng ta sẽ cùng tổng hợp nhanh phiên giao dịch của ngày thứ năm 23 tháng 3 năm 2023 trên thị trường chứng khoán Việt Nam và chỉ số VN Index. Như chúng ta đã biết thì vào đêm ngày hôm qua lúc 1 giờ thì sau khi phiên họp tiếp theo của Ủy ban thị trường mở Mỹ đã quyết định là sẽ tiếp tục nâng lãi suất lần thứ 9 với mức tăng là 0,25%, khá đúng với những gì mà giới chuyên môn nhận định. Cá nhân mình thì cũng nghĩ là Fed sẽ tăng 0,25, bởi vì nếu mà không tăng thì thậm chí còn nguy hiểm hơn, nó sẽ gây ra những cái áp lực về tâm lý cho các nhà đầu tư. Khi mà chỉ tuần trước thì Fed tuyên bố là họ sẽ cần phải nâng lãi suất mạnh tay hơn để có thể đối phó với lạm phát. Thì sau đấy thì vào cuối tuần trước, những cái biến cố của hệ thống ngân hàng của Mỹ và châu Âu đã khiến cho tất cả mọi thứ đều thay đổi khi mà Fed phải bơm thêm thanh khoản về thị trường trong khi họ vẫn đang trong giai đoạn thắt chặt. Tuy nhiên thì trong phiên ngày hôm qua, sau khi tăng lãi suất xong thì chủ tịch Fed là ông Jerome Powell đã có một vài cái phát biểu, và chúng ta có thể thấy được sau những cái phát biểu của ông thì trong năm 2023 này thì chúng ta đã nhìn thấy đỉnh lãi suất có thể ở quanh mức 5,1%, tức là trong năm 2023 này sẽ chỉ nâng lãi suất thêm một lần nữa và mức tăng sẽ là 0,25% trước khi có thể giữ nguyên hoặc hoàn toàn có thể là giảm ngay trong những tháng cuối năm. Còn lộ trình đến 2024 là họ sẽ giảm 0,75% vào cuối năm 2024. Như vậy là điều mà mọi người mong chờ đó chính là cái đỉnh của lãi suất thì chúng ta đã nhìn thấy. Và ở Việt Nam thì chúng ta cũng đã nhìn thấy đỉnh của lãi suất khi mà trong 2 tuần trước thì Ngân hàng Nhà nước đã quyết định là giảm lãi suất điều hành và hứa hẹn là sẽ tiếp tục giảm trong thời gian sắp tới khi mà kép lực lãi suất của Fed cũng không còn quá đặt nặng. Và như vậy chúng ta sẽ có cái dư địa để tiếp tục hạ lãi suất. Chúng ta đều biết lãi suất thì là kẻ thù của các loại tài sản và cũng như thị trường chứng khoán. Khi mà lãi suất lập đỉnh thì thường là chứng khoán cũng sẽ lập đáy. Tuy nhiên thì ở giữa những cái thời điểm tạo đáy và đỉnh này, chúng ta có những cái độ trễ. Có thể lãi suất lập đỉnh nhưng có thể sau đấy phải hàng nửa năm thì chứng khoán mới tạo đáy. Nên là về cơ bản thì chúng ta thấy là tình hình vĩ mô trong nước thì ổn, lãi suất hạ thấp và chính phủ thì đang muốn kích thích kinh tế, nên rõ ràng là thị trường của chúng ta có nhiều cơ hội để đi lên trong thời gian sắp tới. Chỉ có một vấn đề, đó là cái áp lực về đáo hạn trái phiếu sẽ càng ngày càng lớn, đặc biệt là trong quý 2 năm 2023 này, và đặc biệt đó là nhóm bất động sản. Thì đây vẫn là một cái mối lo ngại của các nhà đầu tư. Và có thể chính điều này làm cho thị trường lình xình suốt thời gian vừa qua. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy là VN Index có một phiên tăng điểm với mức tăng là 4,56 điểm, tương ứng với 0,44%. Có thể nói là VN Index đã quay đầu khi mà trong buổi sáng thì có thời điểm thấp nhất Index về tới 1031, tức là giảm 9 điểm so với thời điểm đóng phiên ngày hôm qua. Tuy nhiên thì đến buổi chiều, chỉ số đã quay đầu và bật tăng. Sau đó chúng ta có một cây nến xanh đóng cửa và một cây nến đóng cửa bên trên Tenkan-sen theo Ichimoku Ginkgo-hyo. Khối lượng hôm nay thì chúng ta thấy là tương đối thấp, chỉ 431 triệu cổ phiếu được giao dịch với giá trị là hơn 7.700 tỷ. Chúng ta thấy là giai đoạn này thì cái khối lượng càng ngày nó càng giảm. Khối ngoại hôm nay mua ròng 336 tỷ trên sàn HOSE. Tổng quan thị trường hôm nay thì chúng ta có 179 mã tăng. Tuy nhiên thì có tới 195 mã giảm, nhưng có thể gọi là xanh vỏ đỏ lòng. 82 mã đi ngang.
với tác động lên index thì mạnh nhất thì vẫn là cái tên quen thuộc là Vietcombank. Và ở chiều ngược lại thì là MSN của Masan, một cổ phiếu của ngành bán lẻ, tiếp tục là kéo index xuống 0,53 điểm. Quay trở lại biểu đồ của chúng ta thì với chỉ số VN-Index chúng ta đang tiếp tục đi trong một sóng P của Ichimoku Kinko Hyo. Và con sóng P này chỉ thực sự được phá vỡ khi mà nó có thể phá trong một trong hai hướng, hoặc là phá xuống dưới vùng 1013 hoặc là phá lên trên vùng 1062. Thì hiện giờ thì nó đang ở giữa hai khu vực này. Giá thì đang ở giữa Tenkan và Kijun, thì một thị trường là không có xu hướng. Chico thì đang ở khu vực vùng giá trong quá khứ này, và nó rất là khó để có thể tăng mạnh ở khu vực này. Bên trên chúng ta thì còn vùng cản của Kijun Sen và Kumo. Kumo tương lai thì vẫn đang là đám mây giảm. Nên là với cá nhân mình thì mình sẽ chỉ tham gia lại thị trường khi mà nó có một cái cây nến đóng cửa trên vùng 1063 này và hình thành một sóng N tăng. Còn chiều ngược lại, khi mà nó phá xuống vùng này thì rất nhiều khả năng là chúng ta sẽ quay trở lại vùng 980 một lần. Và quan điểm của mình thì vẫn giữ nguyên là khu vực 980 đến 1000 sẽ là một khu vực tiềm năng để mua vào. Bởi vì hiện giờ thì những cái gì xấu nhất thì có lẽ đã diễn ra trong năm 2022 rồi. Và năm nay thì rất khó để có thể tái diễn cái tình trạng xấu như năm ngoái. Nên là chúng ta hoàn toàn có thể tự tin nếu như index có thể nhúng xuống một nhịp nữa về khu vực từ 980 đến 1000 thì sẽ kích thích lực cầu của cả trong và ngoài nước, thì có thể làm cho index bật tăng và thanh khoản có thể cải thiện hơn, là chỉ loanh quanh khoảng 7-8.000 tỷ một phiên như bây giờ. Thì phiên ngày mai thì sao? Với một cây nến bao trùm đóng cửa như thế này thì nhiều khả năng ngày mai index sẽ tiếp tục cái đà tăng của mình, và khu vực tăng của nó có thể về đến vùng 1050 trong ngày mai, tức là index có thể lên được khoảng 5 điểm nữa. Ngắn hạn hơn thì chúng ta thấy là chúng ta đã có một sóng N tăng trên khung H1 và nó có thể sẽ tiếp tục đi lên, nó có thể về đến vùng trendline này 1045 đến 1050, và đồng thời là khu vực Kumo. Dù vậy thì phiên ngày mai thì tương đối là lạc quan trước những cái thông tin về lãi suất của Mỹ sau một thời gian gây ra những cái tranh cãi lớn, thì cuối cùng đã có cái quyết định vào đêm ngày hôm qua, khi mà Fed quyết định sẽ tăng 0,25 điểm trong cái kỳ họp này, và chúng ta đã biết được đỉnh của lãi suất là sẽ chỉ nâng thêm một lần 0,25 điểm nữa trong năm nay mà thôi. Thì mình nghĩ là trường hợp này sẽ là rất tốt cho ngân hàng nước trong việc là sẽ tiếp tục duy trì cái chính sách nới lỏng, cũng như là sẽ có thể có những cái nhịp giảm lãi suất tiếp theo trong khoảng quý 2 năm nay. Ok, và một vài nhận định nhanh cho thị trường chứng khoán Việt Nam và chỉ số VN Index cho phiên giao dịch của ngày thứ 5, 23 tháng 3 năm 2023. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo của Nghề Trader trên con đường trở thành một trader chuyên nghiệp.